Em là ngôi sao trong bóng tối sáng rực như ánh trăng ngời. Mỗi buổi sáng em cười mở cánh cửa đến ngân hàng, em tỏa sáng tươi như hoa. Nhưng đôi khi cuộc sống chẳng như mơ, em đã vô tình để lộ một sự việc không mong muốn. Những tháng ngày khó khăn em đã trải qua, nhưng hãy tin rằng tất cả sẽ qua đi. Giữ chặt niềm tin và không để lỡ bước, vượt qua khó khăn bằng quyết tâm không ngừng. Cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Em là nhân viên ngân hàng vì vững bước trên con đường mình đi.